Quân, hãy dám khổ thạch xuyên vào buổi tối, để rạng sáng ngày mai đưa A Khắc Thiên Kiều về Mông Cổ. Không, không, không về Mông Cổ. Nếu em không về Mông Cổ thì tên Mã Ngu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Khổ thạch xuyên. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời ta nâu lệ, thì xin tiểu thơ về lại với quê vậy, em yêu nàng có tội phải không anh?
không yêu nhau không bao giờ có rồi. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Thank you.